chả nhà làm Trang với Trang công thức này em bao ngon với cả nhà nha. Không ngon tới đây em buôn trả tiền cho. Nhưng mà hôm nay em Quân sẽ hướng dẫn cả nhà nha, cũng là món cá chim chiên sốt cà chua nha, ngon tuyệt hảo luôn. Mấy hôm nay là làm những cái món chiên dụng như cháy tỏi ăn mê cả nhà rồi, thì hôm nay em sẽ làm cái món sốt cà chua cho gia đình mình ăn cơm nè. Đây giờ mình sẽ lựa cá chim cả nhà. Cá chim nhà Quân thì bao la nha. Rồi trời ơi, trời ơi. Đã chết rồi mình. Đây bây giờ mình sẽ bắt một con cái nhà ơi. Bắt sẽ một con nha. Mình sẽ đem vào bếp đi sơ chế nó và sẽ làm món hướng dẫn cái nhà làm món nha. Cá chim chiên sốt cà chua siêu ngon. Rồi cái nhà ơi, nãy sau khi mình bắt cá chim vô ha thì mình nhà làm sạch như vậy. Cả nhà nhớ nè, cá chim chiên thì mình phải cứa những cái ra này nè. Một bên mình sẽ cứa ba đường như vậy nha. Để làm gì? Để hồi mình chiên có cái chim nó thịt nó thơm, nó giòn, và thứ hai là mình sốt nước cá. Cái nước sốt của nó rất là ngon và nó sẽ thấm đều vào thịt cá chim để làm nên hương vị tuyệt vời nha cả nhà. Đó. Và để làm món cá chim sốt cà thì điều không thể thiếu, cái gia vị không thể thiếu là cà cả nhà. Cà này cả nhà sắc nhỏ hột lựu như vậy giùm em. Rồi tiếp theo ở đây mình sẽ có là hành lá, em sẽ sắc nhuyễn nha, sắc hột như vậy và gốc hành lá. Ở đây sẽ có cần tàu và thêm một miếng hành tây vỡ. Thì tiếp theo là những gia vị cần có để làm món cá chim. Đầu tiên đó là bột ngọt, đường, hạt nêm cà no, dầu hào, tương ớt, tương cà và nước mắm. Rồi bây giờ mời cả nhà vào bếp cùng em. Thì bây giờ nha, mình chuẩn bị một chiếc gạo dầu thì là sôi mà mình cho cá chim vào cả nhà. Mình chiên cá chim cho sao cho cá chim nó vàng, vừa vàng tới là ok cả nhà. Rồi cả nhà ơi, trong thời gian mà đợi cá chim chiên nha thì bây giờ mình làm đi sốt cà chua cả nhà. Đây sốt cà chua siêu ngon. Đầu tiên mình sẽ là cho miếng dầu vào chảo và mình thi hành tím và tỏi nha, cho thơm thì thơm cả nha. Ở nhà phi như nào mà tỏi nó thơm là ok nha. Khi mà tỏi và hành nó thơm rồi thì mình sẽ cho cà chua vào cả nhà. Ở đây này em sẽ xài 4 trái cà chua nha, cho một con cá chim nha, 4 trái cà chua sắc ra như vậy nha. Rồi bây giờ mình sẽ đảo nha cả nhà. Rồi mình xào cho cà chua nó thấm đều ra thiều nha. Sau khi mà mình xào cà chua được một hồi nha, nó thơm rồi thì mình cho 2 muỗng nước vào cả nhà. Để cho nhanh ta hòa tan nó hết đúng không? Cà chua nó mềm hết luôn. Bây giờ mình sẽ đem nếm với nhà ơi, sau khi mà cà chua nó thấm đều rồi mình sẽ đem nếm nha. Ngon hay không ở đây nè. Cả nhà nhớ coi hết khúc này và coi hết video để được công thức ngon nha. Đây đầu tiên mình sẽ cho nêm nè, 1/4 muỗng hạt nêm, nửa muỗng nước mắm, 2/3 muỗng bột ngọt, 1 muỗng dầu hào, 2 muỗng tương ớt, 2 muỗng đường và 3 muỗng tương cà. Cá làm cả nhà làm Trang với Trang công thức này em bao ngon với cả nhà nha. Không ngon tới đây em buôn trả tiền cho. Và mình sẽ đánh đều gia vị này ra nha cả nhà. Đây nha, mình sẽ đánh đều lên vậy rồi, ok nha. Rồi bây giờ mình sẽ đợi cá chim chín. Ôi giời, cá nó vàng đều như vậy nè, nó mới ngon nè. Và cái nhà nhớ nó phải chiên chảo dầu thiệt nhiều dầu nha, để cá chim nó vàng như vậy nè. Đó, rồi ôi thịt nó vàng thơm. Và ở đây em Quân sẽ hướng dẫn cả nhà nha. Thường cái nhà sợ giống như là chiên như vậy thì dầu mỡ nhiều phải không? Thì bây giờ khi mà chiên xong mình sẽ chuẩn bị một cái dĩa như vậy nè. Đây là giấy ăn nha, để cho nó thấm dầu. Cho cá chim vào để như vậy nó sẽ được thấm dầu nha cả nhà. Hồi nãy bề bên kia, giờ mình qua bề bên này nha cả nhà. Đó, dở bề cho nó thấm dầu. Hoặc là cả nhà có thể lấy khăn nha, khăn mình thấm với nó thịt cũng được luôn để thấm dầu nha. Nào như vậy nó sẽ thấm dầu, bớt dầu đi. Rồi cả nhà thấy không, dễ không, đơn giản nha, mình đi co nhẹ như vậy thôi, rau sống như vậy thôi là ok nha. Và cá chim mình để lên cái dĩa như vậy rất là đẹp nè, dưa leo nè cả nhà nè. Cả nhà sắc một cái hình như vậy nè, hình tam giác. Ở nhà nó dao khứa khứa nhẹ là ok nên là rất là đẹp nha. Bây giờ khi mà cá chim nó chiên chín rồi thì bây giờ mình sẽ tưới nước sốt lên. Nó hơn thua nhau lại chỗ này nè. Đơn giản như vậy mình đã có món cá chim sốt cà nha, cá chim chiên sốt cà siêu ngon nha cả nhà. Cho hết nước sốt lên đây luôn. Mình đổ cho nó thấm đều nha cả nhà. Quá ngon cả nhà. Ồ hấp dẫn. Cái cuối cùng nha cả nhà, mình sẽ cho hành lá ra nha. Và mình sẽ cho cần tàu lên đây để cho nó thơm nha.
Nói chung là nước sốt nó còn nóng mình bỏ đây là chín ăn rất là ngon nha. Mà chín như những cái loại này chín quá cũng không ngon. Và mình trang điểm thêm một vài miếng ớt ở đây rất là đẹp. Đó. Đơn giản như vậy mình đã có món cá chim chiên sốt cà siêu ngon nha. Vậy mời cả nhà thưởng thức cùng em nha. Thơm nước mũi đó cả nhà ơi. Rất là ngon nha. Đầu tiên mình sẽ thử miếng sốt cà này nè. Nhà nhìn nè. Nước sốt nè, đậm đà chưa? Cà nó chỉ là đậm đặc luôn nha. Nè cả nhà nhìn nè, cá chim khi mình chiên nó giòn tới cả nhà nhìn nè. Thịt nha, vàng ươm luôn. Đó. Rất là thơm nha. Thịt cá chim vừa chín tới tạo mùi thơm rất là quyến rũ nha. Này thì mình sẽ ăn kèm với rau sống nha. Mà ăn cơm này rất là ngon. Cá chim nè, thịt đã ngọt sẵn, ngon sẵn. Kèm với nước sốt cà đậm đà hương vị nha. Tạo nên món ăn rất là tuyệt vời nha. Đây cả nhà ơi, cả nhà nói sao không làm cá chim bỏ cái đuôi đi nha. Thật sự cái đuôi cá chim nó rất là giòn nha. Đây, cái đuôi cá chim rất là giòn luôn nha cả nhà. Đó, giòn cực kỳ giòn luôn. Và siêu ngon luôn nha. Đó. Cái đuôi này mày đối với những người mà giống như mấy người mà thích mà uống rượu dưới quê hoặc là sinh tố nước mạch á, là cái đuôi này là phải uống ít gì cũng cỡ mỗi người có khoảng 3 lon mới được nha. Đó, cái đuôi này rất là giòn. Và khi mình chấm với nước sốt cà như vậy mình trắng ăn rất là ngon nha. Đây mình sẽ chan nước sốt cà lên. Đầu tiên mình sẽ chan, mình sẽ cắm ăn cái đuôi này trước nè. Đó, nè cái này nè. Đó, mình sẽ chan ăn như vậy nè. Đó, nhìn nè. Ngon. Tiếp theo cái đuôi cho đó có miếng xương, tiếp theo là ở dưới này nha. Mình sẽ chan cái đuôi luôn. Đó. Được mà. Nghe thấy tiếng giòn gụm không? Thơm ngon. Cực ngon nha. Chúc cả nhà thành công với món cá chim chiên sốt cà chua siêu ngon. Công thức em ở đây bên phía tay phải màn hình. Và rất là nhiều bí quyết ở trong đây. Cả nhà nhớ phải xem hết video. Giống như là cả nhà thấy không? Nước sốt cà chua nó rất là bí quyết. Và khi mình chiên cá chim cũng vậy. Rất là nhiều mẹo nha. Cả nhà xem hết video để làm được món cá chim chiên sốt cà chua siêu ngon. Công thức em có để bên phía tay phải của màn hình. Cả nhà làm theo bao ngon cả nhà. Không ngon là đây em Quân thường cho. Cả nhà xem hết video, em xin nha cả nhà, cho em xin một comment, một bình luận để em có động lực làm những video tiếp theo. Và cả nhà nhớ là hãy đăng ký kênh của em để không bỏ lỡ những video hay tiếp theo vào ngày mai. Và rất nhiều video giá trị ở dưới. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.